Trưa ngày 3 tháng 11 giờ Việt Nam, chị Tú, con gái đầu của danh ca Lệ Thu, nói về tình hình sức khỏe của bà với bạn bè tại Mỹ. Tình hình sức khỏe không có gì khả quan hơn, nhưng bà vẫn đang chiến đấu. Tôi mong mọi người tiếp tục cầu nguyện cho mẹ tôi. Chị Tú nói, tất cả thông tin từ tôi mới chính xác, những nguồn tin khác không đáng tin cậy. Chị xác nhận sức khỏe danh ca Lệ Thu vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Danh ca Lệ Thu sinh ngày 16 tháng 7 năm 1943, tên thật là Bùi Thị Oanh. Bà là một trong những giọng ca hàng đầu của nền tân nhạc Việt Nam. Lệ Thu cùng với Thái Thanh, Khánh Ly là ba cái tên lẫy lừng nhất, được nhiều khán giả mến mộ nhất và để lại ảnh hưởng sâu đậm đến giới nghệ sĩ thế hệ sau. Năm 1980, Lệ Thu sang Mỹ định cư cùng gia đình. Bà vẫn ca hát không ngơi nghỉ cho đến nay.